Mẹ làm gì vậy? Mẹ cái cơn ngủ ngà này. Mẹ con nó mất trận. Mẹ mang dao đi đâu? Mẹ xuống cái trò bà Nga mà chạy. Không, bây giờ mẹ cầm dao cũng giải quyết được việc gì đâu. Chỉ cái cơn mụ đấy nó khỏi người ấy, nó cứ thấy nhà mình hiền xong là mẹ đưa lên cho con đi mẹ. Đưa lên xuống cái bàn nó mà chạy luôn. Thấy đấy. Giờ dao cổ mẹ cầm xuống đấy đi đường, ví dụ công an hay này kia không được đâu. Bây giờ cầm dao xuống dọa bà và không sợ đâu. Mẹ đi, sao lại không sợ cơn mụ đấy? Để mẹ. Mẹ lại làm gì nữa? Cần lấy dậy nhau. Cháu cần mụ để mất trận thang cho khỏe chân. Mẹ với cháu mình mà cần không thương. Cháu mình cần không thương thì nói gì người ngoài nữa. Đưa đi cho con. Cô khốn nạn đâu. Mẹ đưa đây con, mẹ không cần đi được đâu. Để mẹ một mình mẹ đi. Mày đi ở trên đường không là nó. Ví dụ mà mày ở nhà. Làm mẹ sao? Không. Đưa thôi, đây. Thôi, mẹ bỏ đây. Đi. Kiểu buồn vậy, hai. Mẹ ơi, hôm nay Hùng lên tìm con. Hùng nay lại lên. Nay lại lên. Hôm nay lên làm nào, gì nữa? Lên đây xong rồi. Hôm nay đây lúc sáng này mẹ bảo là anh gọi đi. Trong khoảng một lúc sau là nó đến rồi, nó cứ ở nhà nó gọi. Nó gọi xong lên. Gọi không ra. Đừng cứ ra. Con không định không ra nhưng mà nó cứ gọi nhiều quá ấy. Xong là giời ơi, ra làm gì ra, nhớ làm sao thì sao? Mẹ bảo mẹ đã dặn rồi, bảo đi làm ở nhà đừng cứ ra thì cần. Mình lên ra là gì? Nó bảo là nó biết con có bầu của nó. Nó bảo nó biết con có bầu á? Ai nói với nó mà được biết vậy? Con cũng không biết nữa, chắc là chỉ có cô Nga cô nói thôi. Ồ vậy đúng cân mụ Nga khốn nạn đấy. Cô nhà con đấy, cô nhà con vậy à? Con chả biết bây giờ khốn nạn thì sao không thương con mà lại cần nói với thằng Hùng vậy? Con cũng tưởng là như vậy là cô thay đổi rồi, nhưng mà lúc nào cô cũng tiền hỏi tiền. Xong lúc bây giờ là chắc là cô ấy, hôm trước cô lên đây nè, cô ấy hỏi trước bọn con là bảo là bây giờ mà hai đứa mà không cho cô tiền là cô ấy nói hết là cho thằng Hùng biết là cái bầu của con là bầu của với thằng Hùng. Xong là con bảo là cô không được nói đâu. Xong anh Hồng Anh cũng bảo là cô nó thách cô nói này kia. Xong chắc là cô nói thật thì lên đây thì nó lên đây nó đứng xong là nó nói nó hỏi nhiều xong là nó chạy lại. Cứ kệ mẹ, mẹ bảo cứ kệ mẹ, nó nói không sợ. Bây giờ không sợ hả, sợ gì, nó biết có bầu cả mẹ như cần bụng Nga đi xuống mẹ cho cái bà đấy mà trận khốn nạn cô trước thì mà mất trận. Con định không nói đâu nhưng mà lúc sau là anh Hùng Anh bè là con lại nói với anh ấy là anh ấy hẹn nó ra ngoài nói chuyện. Thằng anh lại nói chuyện với thằng ấy, nó lại đánh nhau chết chứ mà. Không đánh nhau nữa đâu mẹ, nhưng bây giờ con không biết làm sao ấy. Bây giờ đang lo lắm, bây giờ ví dụ không phải lo, không phải lo, cái mẹ để cho mẹ giải quyết. Nó mà đã như vậy nhá, nó biết là nó sai nhá, cho hai cái mẹ này bà Nga với thằng này đi tù luôn. Đấy, bị đánh như vậy nó còn chưa kinh ấy. Con bảo là đánh như vậy còn chưa kinh là đâu mà cần bác mà lên đây làm gì nữa. Không cho bà Nga với thằng Hùng này đi tù luôn, còn không có ý ớ gì cả. Mẹ em đã không biết cái sai rồi mà người ta cần nương tha cho người ta không thèm tống đi tù, không cho đi tù người ta thương người ta cần vậy. Bây giờ lại cần dở chuyện nọ chứ. Xem cứ đấy xem là nó dở là chuyện gì. Tưởng về bà Nga còn đang án treo đấy. Dạ vâng. Không phải là vớ vẩn đâu. Con không biết bây giờ làm sao ấy, thằng Hùng nó suốt ngày lên đây này nó cứ bảo là bầu này là bầu của nó. Nó đang đòi nuôi con nên thì con không biết làm sao. Nuôi con nó bà ư bờ đấy mà nuôi, mơ đi. Làm gì mà có. Trông cái tướng mày mà nuôi được con, trông cái thằng đấy mồm bây giờ thì vậy thôi, về có mà trông nhìn cái mặt nó, trông nhìn lưng lưng luộc không ấy đâu. Con sợ lắm, con không dám bảo là con bảo anh Hùng Anh biết đâu. Nhưng mà bây giờ anh ấy hẹn nó ra ngoài xong nói chuyện này kia nhiều lắm. Ông bảo là không được bác mặt đến đây nữa, với cả bầu bì bây giờ là con của mày đấy, nhưng mà không được quyền nuôi với cả này kia đấy mẹ. Mẹ nó bảo vậy. Dạ vâng, đòi nuôi con mà mẹ. Cứ để đi xem nó làm được cái gì. Chắc anh Hùng Anh chửi rồi. Xem nói nó còn xuống thì... Còn cô Nga ấy, tự dưng cô đi nói ấy, mẹ biết chắc lấy tiền của nó rồi ấy. Bà Nga bảo là chắc là cần mụ Nga rồi, còn không có ai. Hùng nó có bảo bà Nga nói không? Nó không bảo cô Nga nói, nhưng mà bây giờ là chắc là chỉ có bà Nga nói thôi. Nó bảo là hàng xóm với cả này kia nói nhiều ấy, nên là nó bảo là nó nghe thấy nó bảo mấy, là... Mấy bà này bầu xúc lắm rồi. Xuống thì cho bà nó chạy. Mẹ làm gì vậy? Xuống thì chạy bà. Không được đâu mẹ ơi, bây giờ con không biết lo bảo sao. Gì đây? Mẹ làm gì vậy? Mẹ cái cơn mụ Nga này. Mẹ con nó mất trận. Mẹ mang dao đi đâu? Xuống cái trò bà Nga mà chạy. Không, bây giờ mẹ cầm dao cũng giải quyết được việc gì đâu. Chỉ cái cơn mụ đấy nó khỏi người ấy, nó cứ thấy nhà mình hiền xong là mẹ đưa lên cho con đi mẹ. Đưa lên xuống cái bàn nó mà chạy luôn. Thấy đấy. Giờ dao cổ mẹ cầm xuống đấy đi đường, ví dụ công an hay này kia không được đâu. Bây giờ cầm dao xuống dọa bà và không sợ đâu.
mẹ đi, sao lại không sợ cân mụ đấy? Để mẹ. Mẹ lại làm gì nữa? Cần mới dậy nào. Cho mà cần mụ để mất trận thang cho khỏe chân mẹ với cháu mình mà cần không thương. Cháu mình cần không thương cần nói gì người ngoài nữa. Đưa đi cho con. Cô khốn nạn đâu. Mẹ đưa đây con, mẹ không cần đi được đâu. Để một mình mẹ đi. Mày ở trên đường xong là nó ví dụ mà mày ở nhà. Mẹ sao? Không. Thôi mẹ xuống đi. Mẹ đi xuống bốc để con gọi anh Hồng Anh về xong như nào nữa. Bây giờ mẹ cứ cầm dao, cầm gậy, cầm mấy xuống. Chúng mình cứ gan để cô mày để cho mà chặn luôn. Nhưng bây giờ ví dụ mà lúc nào để con nói với cô xem là sao cô lại nói như vậy. Bây giờ tự dưng cô nói cái bầu cháu với cả nó xong rồi bây giờ nó nhận đấy. Bây giờ này mẹ bảo con nói có bằng thừa thôi, cái mụ đấy. Nó có thương con là thế nào đâu đấy. Nếu mà thương cháu mình nhé. Cô ruột thì chẳng thương cháu mình thì cháu như vậy bây giờ này cái đi nói cái thằng khốn nạn như vậy để nó hành hạ này. Thằng đấy nó chả tốt đẹp gì xong bây giờ nó còn đòi quyền nuôi con của con nữa. Anh cái mụ này nghe chắc là lại muốn tiền của thằng kia nữa. Chắc là lấy được nhiều tiền của nó rồi nên là bây giờ nó nói cái gì cũng phải nghe theo mày nó. Mày chắc là lấy được nhiều tiền của nó rồi nên là mới ấy vậy chứ còn khốn nạn con sợ lắm mấy con không dám mấy đâu. Nhưng mà bây giờ mẹ cầm que cầm gậy xuống chẳng lấy chút cái bà nó chặn sao gì vậy. Que cầm thì vẫn linh đinh đây vậy. Mẹ đang bảo xem mẹ đang đòi cầm cả dao với cầm cả cái bụng ngoài đây này đó bảo gì mà thằng Hùng cần lên tận đây gọi cần bảo là nó cần biết bầu bì á. Bà chỉ có đủ ngoan xuống cho chém cho cái mụ để mà chặn chỉ có bà Nga bà nói cần gì nữa. Bây giờ chắc là hốc tiền của thằng Hùng rồi. Lên đây moi tiền con với Hoài không được là chắc là khéo là ấy rồi. Để đấy mẹ cho chúng cái to bà mà chặn chém cho vỡ mặt thì mẹ làm sao vậy? Giờ mẹ mang con đấy mẹ đi làm gì bà mẹ chém bà ấy à? Bà ấy làm sao thì mẹ không ấy à? Mấy con này ra xử lý nào bà sao đang ăn gieo? Giờ bà ấy nói, bà nói thì cũng nói rồi. Nói bây giờ đi. Cháu bà ấy cứ không để cho thằng Hùng nó hành hạ cái Hoài à? Hả? Săn bà ấy ngu vậy? Bà đấy thì trước giờ bà vẫn vậy rồi mẹ cần lạ gì tính bà ấy mà nghe chuyện đấy mẹ cần giật mình làm gì? Mẹ từ trước giờ bà vẫn vậy rồi. Nói cái gì cũng làm ấy. Con còn tức hơn mẹ ai cần. Con chỉ đang lo chỗ thằng Hùng thôi là suốt ngày đến đây thì xong là nhận nuôi con. Đến đây mẹ đã bảo rồi. Đến đây đừng có mở cửa bằng kiếp gì cả. Tại mẹ nó. Mở cửa làm gì? Bây giờ chắc là cái mụ Nga là ăn tiền thằng này chắc là đưa nhiều nên là nó mới vòi nó nói à như vậy. Giờ là không ăn được tiền của hai đứa mày là bắt đầu là kiểu gì chẳng lấy tiền chỗ thằng Hùng một món để nói ra cái bí mật đấy. Kiểu gì bà Nga thì cái lạ gì tính bà ấy. Mẹ này chứ mình cứ hiền hiền xuống tiên bố bà mà cứ vẩn ta đập cho tan mặt luôn. Thôi cất cái dao đi. Thôi mẹ cất dao cất que đi mẹ cầm dao. Ai thằng nóng con còn nóng hơn mẹ là gì. Xuống tiên bố bà cho đi tù như bà đang án treo đấy bà đấy mà vỡ ẩn bà đấy mà đồng bọn với thằng Hùng đâu. Thì ra bà chỉ... cháu bà chẳng lo xong rồi bây giờ. Thì ra bà cũng chỉ nói thôi bà đã làm gì đâu mà tù chứ được. Làm bây giờ với thằng Hùng với tôi đi làm suốt ngày đi làm nhà nhèo với cân Hoài nữa. Nhèo nhà có con rồi. Nhưng mà bây thằng... giờ cân Hoài nó bảo thằng Hùng nó bảo nó cần đòi nuôi con các thứ đấy. Làm gì ai cho phép nó nuôi con một nuôi. Sao nó cứ lên suốt ngày đấy vậy. Cái nó con là... nó con ở nhà đấy con nói chuyện với nó rồi mẹ không hề lo à. Con bảo không cho phép nó bây giờ được nhận nuôi được nuôi được bé đâu yên tâm. Loại khốn nạn vậy chứ. Đéo ra cái gì dùng lời thằng đấy gì. Chỉ có mồm vậy trông nhìn cái mặt trông như thằng ấy sao mà. Cứ gậy nó xem là nó làm gì. Ba Nga thì cứ để đấy dần dần xử lý bà sau. Mẹ không phải nóng làm gì cả. Vấn đề là thằng Hùng, vấn đề là bà Nga đâu. Thằng Nga bây giờ chửi bà ấy. Thằng Hùng thôi là bắt đầu không là mình chửi bà mới chẳng cho bà ba chứ. Cái cháu xong. bà vừa không ấy bà cần nói gì với thằng Hùng vậy hả. Chửi làm gì chân xuôi đấy lại cãi nhau ra. Chả ra cướp được vấn đề gì cả. Bây giờ vậy cứ để cho bà muốn làm hư làm vượt làm gì làm. Xúc bà lại lên đây bà ấy cần Hoài nè. Thôi ở nhà mẹ ở nhà Hoài em cho mẹ trong mặt. Cất mấy con dao đi để con cất xe. Ai tức con nó tức con mẹ. Con người tức con mẹ đi vào nhà. Chúng tôi thành một mụ đấy mà gậy trên gãy chân trên quái lê có lẽ không bị lạ. Ôi mẹ em ăn ngay. Không trên thế gian này không có ai có mụ khốn nạn cổ.